Dạ, nhà đất Long An chính chủ xin chào cô chú cùng quý anh chị. Hôm nay em sẽ giới thiệu đến cô chú cùng quý anh chị một lô đất rất thích hợp để xây kho xưởng nha cô chú anh chị. Thì hiện tại em đang đứng ngay vị trí là đường liên xã Mỹ Yên, thành phố huyện Bến Lức, tỉnh Long An, trên tuyến đường nhựa 10m nha cô chú anh chị. Đường là đường nhựa 10m và xe container chạy ra vào thoải mái và nó thông nha cô chú anh chị. Từ vị trí đất của em đang đứng đây thì ra quốc lộ 1A là đúng 250m, và hướng ngược lại thì mình liên thông ra cao tốc Trung Lương nè, Nguyễn Hữu Trí nha cô chú anh chị, để về chợ Điểm Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh. Thì ngay vị trí của em đang đứng đây thì mình về thành phố Hồ Chí Minh chỉ 2,5 km nha cô chú anh chị. Vâng, em sẽ giới thiệu đến cô chú anh chị là cái lô đất rất thích hợp xây nhà xưởng. Thì trước ống kính là cô chú anh chị, chiều ngang của đất mình là ngang 22m và chiều sâu vào là 37m, nở hậu 38m nha cô chú anh chị. Tổng diện tích đất của mình là 1050m2, thì trong đó là có 750m2 đất thổ cư, còn lại là đất lúa, 300 đất lúa. Và cô chú anh chị xin lưu ý giúp cho em là trên bức tường đó có số điện thoại đỏ đó cô chú anh chị, là số điện thoại của anh em môi giới nha cô chú anh chị, chứ không phải là số chủ nha. Và anh em môi giới thì là nhiều anh em môi giới ở khu vực này là hay là ghi số điện thoại lên của chú anh chị, thông cảm. Vị trí đất là ấp 2, mặt tiền ấp 2 xã Mỹ Yên, huyện Bến Lức, tỉnh Long An, cách thành phố Hồ Chí Minh là 2,5 km. Giá chính chủ hiện tại bán hết đất là 13 tỷ nha cô chú anh chị, và còn thương lượng được nữa nha cô chú anh chị nha. Đất nở hậu nha cô chú anh chị, ngang 22m, chiều ngang đúng 22m và chiều sâu vào là 37m nha cô chú anh chị. Đây, bên hông là 37m nha cô chú anh chị nha. Và cái hậu của nó sâu vào là, cái hậu ở phía sau là nở hậu là 38m nha cô chú anh chị. Thì là 750m2 phụ thổ cư và 300 đất lúa. 300 đất lúa thì nó nằm ở cạnh, nằm ở cạnh phía sau nha cô chú anh chị nha. Thì đất này hình số 7 của chú anh chị, 1050m2. À, trong đó có là 750m2 thổ cư, còn lại là 300 đất lúa nằm ở phía sau. Thì em xin phép chia sẻ lại là ngang 22 và cạnh dài là 37, ở phía sau nở hậu ra là 38. Trên tuyến đường xe container nhiều nhà xưởng nè cô chú anh chị, nhà xưởng nè, rất là đông đúc nha cô chú anh chị. Thì đất này rất thích hợp để cô chú anh chị xây nhà xưởng nha. Cách quốc lộ 1A là chỉ là 250m, cách thành phố Hồ Chí Minh Bình Chánh mình nè cô chú anh chị là 2,5 cây số nha. Gò Đen thì là chỉ có 3 phút xe máy thôi nha cô chú anh chị. Em đưa cô chú anh chị từ dưới đất ra quốc lộ 1A nha. Đất này chính chủ rao bán là 13 tỷ nha cô chú anh chị nha, và còn thương lượng nha cô chú anh chị. Anh chị lưu ý giúp em là số điện thoại màu đỏ là số điện thoại của anh em môi giới nha cô chú anh chị nha. Đây đúng 250m thì mình sẽ ra là quốc lộ 1A nè. Đây đối diện cây xăng Gò Đen ha cô chú anh chị ha. Thì cái chợ Gò Đen nằm bên đó nha cô chú anh chị. Mình đi ngược lại thì về thành phố Hồ Chí Minh mình là 2,5 cây số nha cô chú anh chị nha. Rồi, cảm ơn cô chú anh chị đã theo dõi video nhà đất của em. Xin chào cô chú anh chị, hẹn gặp lại cô chú anh chị.